Thời điểm xảy ra vụ việc trên, xe khách biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh lưu thông hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết khi đến đoạn qua huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã đâm vào đuôi xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Phú Yên chạy cùng chiều phía trước. Sau cú tông va mạnh, hai hành khách trên xe khách tử vong, một số khách bị thương được đưa đi bệnh viện chữa trị. Tại hiện trường, 9m hàng rào kẽm gai cao tốc bị hư hỏng. Đáng nói, vị trí xảy ra tai nạn là đường thẳng, mặt đường êm thuận, đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ. Lúc xảy ra tai nạn trời không mưa, tiếp nhận tin báo đơn vị tuần đường phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết các phương tiện lưu thông qua lại quốc lộ 1 tại nút giao Đại Ninh. Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng. Đến gần 7 giờ 30 phút sáng nay, giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đã trở lại bình thường.